trong âm nhạc Việt Nam, trong âm nhạc Việt Nam thì dường như mùa thu được đồng nghĩa với Hà Nội. Hà Nội nó không chỉ còn là một địa danh, một cái nơi chốn cụ thể, mà Hà Nội thường gợi cho người ta một cảm xúc, và cái cảm xúc đó thường được các nhạc sĩ gắn với mùa thu. Cái này từ thời tiền chiến đến giờ, từ buổi sản thu của ông Văn Cao viết ở Chùa Láng cho đến ngay đến sau này, những thập niên sau, thì dường như cái mùa thu Hà Nội được còn được đánh đồng với cả một nhan sắc nữa. Chẳng thế mà nhà thơ Tô Như Châu đã phải gọi rằng là em là mùa thu Hà Nội. Thưa quý vị, nói như vậy dông dài để xin được nhắc với quý vị một kỷ niệm cũng đã khá là lâu. Vào năm 1995, có một vở kịch của nhà thơ Chu Lai được công diễn tại Hà Nội, tại Rạp Công Nhân. Và khi đó có một tiếng hát cất lên bài hát chủ đề. Đây là bài hát mà được nhạc sĩ Trọng Đài viết với cái ca từ từ ý thơ của nhà thơ Chu Lai. Mọi người khán giả thời bấy giờ đều rất là ngỡ ngàng khi nghe bài hát này, và đều tự hỏi rằng là người nữ ca sĩ ấy là ai. Vài năm sau, cô đã trở thành một ngôi sao từ những cái giải thưởng chuyên nghiệp, và người nữ ca sĩ ấy đã mang bài hát vốn được viết cho một vở kịch trở thành một tác phẩm độc lập, và nó như một kỷ niệm với thế hệ học trò, nhiều thế hệ học trò Hà Nội, nhất là những người sinh từ năm 80 trở về sau này, thì bao giờ cũng nhớ đến những áo học trò xanh, những hàng me, cũng nhớ đến mùa thu tháng 10, nhớ đến tất cả những gì thanh tân và đẹp đẽ nhất trong bài hát của nhạc sĩ Trọng Đài, với một tiếng hát rất đẹp vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ, qua bao nhiêu năm, chúng tôi muốn mời lại người nữ ca sĩ đó trình bày bài hát này. Tôi tin rằng quý vị sẽ yêu bài hát này còn hơn cả vào thời điểm nó ra đời năm 1995. Bởi vì người nữ ca sĩ đã hát không chỉ bằng cái sự hồn nhiên của tuổi trẻ, mà bằng cái tình yêu ngày càng sâu đậm với mảnh đất quê hương của cô. Hà Nội đêm chờ gió của Trọng Đài và Chu Lai, với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Vẫn vô về, vô đam mê Hà Nội.